laser mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Kai 02. Dòng đèn laser này là dòng đèn laser quét tia 7 màu. Đèn có hiệu ứng quét tia 3D rất là ảo. Đèn có chế độ cảm ứng theo nhạc và auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Mọi người có thể kết nối đèn với những phần mềm như Sunlight Visual chuyên nghiệp. Đây là một cái dòng đèn khá là phù hợp để mọi người muốn trang trí cho sân khấu, quán bar, vũ trường, phòng bay hoặc là những phòng karaoke, nhạc DJ sôi động. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc ngày hôm nay đó là dòng loa Boa L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.